Tay lưới sau này anh em mình bổ khoảng được 1 tiếng hồ đó nha. Nãy giờ mình cuốn xong cũng gần tiếng rồi, quay lại cuốn tay lưới luôn. Lên cục đó neo. Tại lưới đầu anh em mình dính được mớ cá hú ba sa, nhưng mà con không bự, có 1 con 2 con là vô chừng ký, còn mấy con kia nhỏ hơn chừng nửa ký 700 gram. Mấy con cá nhỏ đó thì về mình thả vô bè cả nhà ơi, mình nuôi chừng 2-3 tháng cái nó bự mình bán, chứ nhỏ quá mình cân không có ký, ít tiền. Khu vực này cũng có cá cóc như vậy, ba sa ba sa thấy không, em nói khu này hay có ba sa với cá cóc, không ngờ ra sa lên trước rồi. Thì đây em hay không, phải đón dữ không, cưng nữa hả? Con đó bà sa cưng nữa rồi cả nhà, nhỏ có văng nước là chị Hai đâu mà chị Hai né không biết nữa. Văng nước là đây không, ôi giời, nguyên cây sao nghĩ sao cái dầu đang biết hai vàng bà sa lọt hết quắt đừng con. Cá sa lọt nồi nồi. Ồ, đây có mấy con ba sa nữa kìa. Nó trốn trong cái nhánh cây này nè. Hai chị Hai bắt con ba sa cưng không ta? Cưng. Nói dưới nữa kìa. Còn nghe chị Hai. Con tải nó con chứ. Vậy 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 con không mừng cho nha chị Hai. Không mừng. Gì vậy? Cưng không mừng, bán mới mừng. Cưng thì cho anh Hai mừng hơn. Ừ. Mừng không cưng gì được trời. Cái ông dục kìa tôi cho mày. Còn nữa. Lọt nhóc còn. Ờ nhóc hả? Lọt. Hên đó chị Hai. Cá dính nhiều phao không hên ha. Ngầu nghỉ. Trời ơi nhìn coi sao cưng cái ổng khoái hay gì. Phải thượng ký lên mới có cái ngồi chợ rồi ha. Thì chừng núi này chừng 2 tháng nữa rồi chị Hai cũng bán nó được vậy, lo gì. Nó dằn, nó dằn, cái dằn thì nó chào. Mè mè. Cái mè hả? Ờ, cái mè té. Con đó giống với con mè té hồi đó mình té đó chị Hai. Cái mè đó chừng ký lô cả nhà ơi. Góc kiếm về phải sao bự rồi. Đây là con cá mè mà mình anh em mình với em Nhí với em Đạt hay thả lưới cá mè để bắt nó đó nha. Nhưng mà mình bắt được thì mấy con bự bự không. Ít khi nào dính con nhỏ này đó. Cá mè này có con 10 mấy ký. Sao rồi chị Hai? Ủa đi. Ủa nha.
Thôi ủi ra tay nè chị Hai ơi. Trời ơi, vậy luôn, ủi xéo xéo qua cộng chút. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi, giờ tay lưới dính gốc rồi cả nhà ơi. Anh em mình ủi một cái, hy vọng dính bài cá. Cục đá. Ê, ở xã. Đi không qua xa nữa cả nhà. Lạc không. Cục này mới là cục đá này nha. Còn có mấy anh em á chia sẻ nói cái này là miếng gạn ở sông. Quá đã cái bụng mà. Anh ba ơi, bụng ba xa nè anh ba ơi. Nhắc anh ba về này nhảy mũi ạ. À. Khuya anh ba về đang ngủ. Nhắc anh ba đang ngồi về nhảy mũi xong ngủ tiếp. Con một bên. Vô. Có con đó cái bụng nó tròn quá cả nhà. Bữa nay bà Sa đi điều xong hết trơn anh Hai ơi. Cây nhà Trần đi nấu. Qua đây nữa. Ờ lên tim. Lên gốc cây nè, cái tim. Đó, lên tim. Bụng vừa. Lại cây gì được chắc vậy ôi ôi nó dài còn dài lắm dài không phải nổi lên. Cái này lâu rồi không. Ảnh kéo trước ha. Hỏi sao nhẹ vậy hay nó ảnh kéo trước á. Em mới nghe ảnh kìa. Trời vậy không chịu nữa. Nó có vậy không mà cũng cự nữa. Vậy thôi ổng thì ổng. Chịu chưa? Ê, cốc. Chó à? Chó hay cốc? Thầy ơi, nó cày. Hồi nãy kêu ảnh là lên cá cốc rồi. Kêu đi. Rồi, ai dính cá cày. Chó. Chó nó khổ kìa. Anh em mình dính được con cá cày cái này ơi. Mạnh dữ. Con này chắc không được 2kg đâu. Mấy. Cái gì?
gà gãi dính cái kiệm hoài. Đó, chị thấy không? Đúng ra cái cày là nó dính trong bờ á, mà chị thấy mũi kia tới ngoài này luôn không? Ủa vậy nãy mày nói mày ủa con cá bự kia kia kìa mà. Thì nói chung là nó ủi hai ba lần là gì, lần nào cũng có cho chị thấy hay, thấy hay chưa? Tại mày ủi là con cá bự kia rồi, nãy kéo tôi chấm ra đây rồi. Em thấy hồi đầu lưới nãy cộng như phao ủi là biết. Không á, em nói là lúc đầu á chưa trơn cộng như phao anh hai cái ủi là nó rồi, bữa nay vô rồi, vô mánh này. Rồi ủi ra tay. Có cơ hội để chỗ tài. Rồi ủi lên cá mà dạ bẹt trơn. Cá cưng. Rồi con cá cũng được rồi. Bởi không có con cá sấu nữa chứ. Nãy giờ chưa có cá sấu nữa trơn cả nhà ơi. Hai nhắc mới nhớ. Cá quá trời cá lên mà không thấy cá sấu nào trơn nè. Hồi xin bà cậu con thôi, con 10 kg được rồi bà cậu ơi. Về xí lứ chó nữa thì thấy ghê không. Ủi nãy mà giờ vẫn còn cái gì còn cái hơi còn cái hơi cái cày khổ dữ rồi chị hai ơi. Con sủ nữa được. Dán dính con cá sủ bự. Chứ thôi là chị hai bủa lưới dở bẹt. Trong hai mày ủi dở bẹt hả? Nhờ em chị hai bủa lưới dở bẹt mà nhờ em ủi mới lên được mấy con cá hú bà sa này đó. Thôi con ơi. Nó cái gì ớt xuống được rồi, xuống được rồi cả nhà ơi, nó kêu rồi kìa. Vô vậy là bữa nay bà cậu cho cá từ nhỏ gì bà cậu cũng cho anh em mình con cá sủ rồi cả nhà, xuống được luôn. Ê chị hai nãy xin bà cậu xuống được phải không? Nó không tới đâu, chị hai ký hai ký mấy hai ký cũng được rồi chị hai ơi. Cá đưa được rồi cô. Không tới 3 ký. 2 ký thôi chị. Không tới 3 ký. Đâu vậy là sao bữa nay thì sao em ủi sao? Chị nói ủi với bạn không lên cá sủ hả? Bữa nãy đâu phải là mày nói ủi lên cá chó không mày, mày nói thường lên cá sủ rồi sao? Chứ chị hai xin bà cậu cho đó. Xin bà cậu chứ bộ. Cảm ơn. Mày xin mày ủi toàn là cá chó không à. Rồi chị hai xin rồi không cảm ơn bà cậu đâu. Thì cảm rồi. Đâu? 3 ký cho 2 ký. Cảm ơn bà cậu. Kiếm mấy? 2 ký. 2 ký không? 2 ký yếu quá. Được rồi. Rồi, hên quá cả nhà ơi. Con này là con cá sấu đực. Chút xíu về mình khám cho cả nhà xem. Giờ này có mấy cái cây với lại cá này nhiều quá. Rồi đó, bữa nay là vui vẻ rồi đó. Thôi, bữa nay chị hai bủa lưới hay. Vậy thôi. Trời khen mời em có cà phê sữa nữa. Ở trong ban đêm nhờ có ly cà phê sữa chị hai đỡ lắm nha. Tỉnh táo. Ăn đùng la đồ cho khán giả, có những người người ta thương thì người ta nói ừ la hào hứng, có người ta không thương nói, la sàm bực bội nhức đầu. Thôi kệ đi cho vui cả nhà. Cái kéo lưới này mệt lắm.
buồn ngủ với mệt nữa mà không có người nói chuyện đi hai làm mệt thêm, bởi vì có người nói chuyện này kia thì hay tức đồ trả lời đồ cho quên mệt. Chọc gì hay chơi nhưng mà ôi hên quá cả nhà ơi, cuối lưới anh em mình cũng dính được con cá sủ mà sủ đực luôn, con nó vô lội luôn đó. Rồi đây là cục đá neo, lên cục đá neo là anh em mình hết lưới đi về, rồi về anh em mình bắt cá ra tụi quay tiếp cho cả nhà xem nha. Mời cả nhà chờ xem tiếp video nha. Lụ nó đóng tiêu. Đấy rộng hai. Anh em mình về tới bè, giờ mình lấy cái gọng bắt cá ra cả nhà ơi. Một con cá cây. Bữa nay anh em mình dính cũng nhiều, nhưng mà cá thì không có bự nữa nè. Cuối lưới được con cá sủ bự cũng được. Sủ đực nữa chứ. Nó còn không chỗ đó. Ủa, ba cái cày nè hả ta? Ừ. Rồi mình được ba con cá cày. Ba sa ra bộ. Có ba sa cũng đụng cộng đó. Mẹ. Con cá mè nữa. Sa. Một con cá ba sa. Hai con bự gì vậy? Có hai con cá ba sa mà ngồi chợ được bao nhiêu là ba sa cưng hết. Con này bán luôn hay gì? Ừ, bán đi. Dù đếm đi. Bán luôn hay gì? Bán đi. Con cá này anh em mình có gọng sẵn ở trong cái đục rồi, dằn đục nhờ có nó mà hên đó. Hết rồi. Đây là số cá anh em mình sẽ gọng để sáng đi chợ bán đó nhờ. Mình được ba con cá cày, hai con ba sa, con cá mè. Với con cá mè. Lấy cái thùng bắt mang cá nhưng mà sao nhỏ. Đây là con cá này mình sẽ gọng trong cái gọng lưới. Còn đây là con cá sấu đực. Đi tùng khám con cá sấu đực cái này coi nè. Nó mình bóp ngay bụng nó cái nha. Thì phần bụng nó có hai cái hộp. Gọi là hai cái miếng thịt mà nó cứng lắm, nó chạy dài từ đây nè tới đây nè. Nó nằm sát dưới cái lườn luôn á. Đây là cá sấu đực thì nó có cái vậy, còn cá sấu cá thì nó mềm sậm cái phần bụng này ha. Sủ đực thì nó giá nó mắc hơn, cái này tầm 2 kg hơn. Ở đây là con ba sa với cá hú mà còn nhỏ, anh em mình sẽ bắt bỏ vô cái bè để cho nó bự, anh em mình mới bán. Cá này nhỏ nên ít tiền, mình dưỡng lại cái này. Sẵn đây có hai con ba sa với cá hú, Tùng sẽ chia sẻ nhanh về cách phân biệt của nó cả nhà. Cả nhà từ phía trên nhìn phía trên xuống thì con cá hú nó nhọn hơn cả nhà, mình dễ nhận biết nè. Đó, phần nhỏ nó nhọn hơn, ba sa nghe nó bằng, nhìn dưới cũng vậy luôn. Mình nhìn phần dưới thì nó cũng nhọn, nó có phần mũi dài hơn cả nhà. Đây là con cá hú, còn này là con ba sa. Này được chục con, hú ba sa cưng. Cần phải cá sấu được bao nhiêu? Đây là con cá
rồi. Không có cưng. Không có hả? Thấy tao nè. Không, không có cưng là mình không cưng đó ha. À nhưng mà có cây cân đúng không? Tưởng là chị Hai nó không có cân luôn. Rồi rồi, anh em mình cân thử. Ô, 2 kg hơn đó kìa. À, cái này là 2 kg rưỡi, cái này là 2 kg 2. À vậy là con cá sủ này được 2 kg 2 cũng vô lội nè. Cứ được mà 2 kg 2 là vô lội rồi. Đã xong buổi thăm lưới của anh em mình rồi. Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt cả nhà.